Hello, xin chào bạn trẻ, mình Pino và hôm nay mình sẽ quay tay cho các bạn xem, mình sẽ quay một loại quả cầu may mắn mới. Chắc hẳn các bạn cũng không thấy được cái loại quả cầu này ở trên Dokick đâu. 3Z Special Capsule. Đấy. Quay tay cho các bạn xem. Đồ tại có cả diều trống đồng này các bạn ạ. Đây là cái loại quả cầu may mắn mới mà mình thấy ở trên cfc.vtcgame.vn. Mình đã lao vào làm tí luôn. Thế có nghe có vẻ là rất là dễ ra. Một cái quay đã các bạn ạ. Ồ, diều trống đồng 7 ngày luôn ạ. Hay đấy. Để xem là nó có dễ ra không các bạn ạ. Nãy giờ chỉ thấy chôn. Ồ, có cả M4VC các bạn ạ. Đấy, trúng luôn M4VC. Ngon lòi. Bay 6 quả rồi. Xem nó ra cái gì. Chưa thấy 3Z đâu các bạn ạ. Sao toàn lộ cái quả cầu M4 này. Alo, 3Z rồi nè. Mười quả rồi chưa thấy đâu. Có vẻ không là dễ ra như mình tưởng. Đây là loại quả cầu 3 trong 1 các bạn ạ. Có thể có 3 loại 3Z trong cái quả cầu này. Yeah, trúng 3Z rồi. Không có ngày luôn các bạn ạ. What the fuck? Check in kho đồ luôn. Ôi vãi nhồi. 3 khẩu luôn ạ. Ôi đi công mệnh. Không có ngày các bạn ạ. Ôi vĩnh viễn đấy. Để mình check mấy loại 3Z leo gần này xem. 3Z chào nhá. Đấy, đây là 3Z chào có 3 khẩu. 3Z leo gần cũng 3 khẩu vĩnh viễn nha. Và Z rồi cũng 3 khẩu vĩnh viễn. Mình sẽ quay tiếp. Ô, sao lại cái quả cầu này nó lại hay nhỉ. Và Z vĩnh viễn nó lại ở giữa các bạn ạ. Nhưng mà không hiện rồng vàng mà hiện rồng xanh cơ. Đây 3Z chào dragon. Ôi dồi ôi, phải cần rồi. Chính xác nãy là có 3 khẩu nhá. Bây giờ đã lên 4 khẩu rồi này. Vĩnh viễn hết. Ngon chim luôn. Vâng, mình sẽ quay nốt thêm mấy quả nữa để xem ra nốt 3Z leng gần không. 3Z leng gần thì nãy có 3 con nhá. Đây này. Mình cũng không hiểu tại sao các VC lại có thể update cái quả cầu này ở trên CFC. Nhưng mà thật sự đây là một món quà rất là lớn đối với cả được kích. Quay rất là dễ. 3Z cực kỳ dễ ra luôn. Mình chỉ cần quay trúng một con nữa thôi. Nào, cố lột ra 3Z Legend các bạn ạ.
đồ yêu AZ vai. Theo như mình thấy thì cái quả cầu may mắn này nó bị lỗi thì phải các bạn ạ. Tại vì chưa có một cái thông báo chính thức nào về từ cái quả cầu này. Thế mà cuối cùng VC đã bán trên CFC. Đây tuyệt vời, 3Z lang gần không có ngày. Check in kho đồ luôn. 4 ốc sại ngày này. Nó lỗi ngày ấy các bạn ạ. Thật ra cái khẩu này vĩnh viễn ấy, theo mình thấy vĩnh viễn ấy không phải ngày đâu. Các bạn cứ tin đi. Mình nghĩ là không phải 31 ngày 20 giờ đâu. Tại vì theo các bạn thấy không có một cái báu vật nào mà nó có cái số 31D23 giờ, đúng không? Thì chắc chắn hai cái khẩu này là vĩnh viễn. Sự mình cũng rất là ngạc nhiên tại sao lại có cái quả cầu như thế này. Ăn ba bảo vật quá dễ luôn. Rồi các bạn mà thấy VC bán hãy nhảy vào mua luôn. Chúc các bạn may mắn nha.